tập và giàn dựng của chị Dương Vân Thu. Kính thưa quý vị, gồm chính chị, gồm các chị Kim Liên, Kim Dung, Mai Thanh, Xuân Hà, Mai Mai, Ngọc Trâm, Khánh Vân, chị Phạm Huyền và chị Trương Vương Dương Vân Thu. Chị đã có công biên tập và giàn dựng, và những cái lồng đèn này do chính tay chị làm, và lại tất nhiên tất cả các trang phục thì năm nào chị cũng lo từ mấy tháng trước. Đẹp không quý vị? Áo dài màu cam với lại những con đò ở trên sông Hương. Một trong tay thật lớn cho màn thật là xuất sắc bên hoa đăng. Cảm ơn các chị. Thưa quý vị, Phạm Đình Chương sinh năm 1929 đến năm 1991 thì qua đời, là một nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến. Ông cũng là một người nhạc sĩ tài hoa đã làm phong phú cho nền âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra, ông còn là một ca sĩ. So với các nhạc sĩ nổi tiếng thì số lượng sáng tác của ông không nhiều lắm, nhưng đã có những ca khúc dường như là bất tử đi vào lòng người như bài Đi Dù Mình. Vâng, kính thưa quý vị, riêng bài Đất Lành thì được sáng tác năm 1956, một ca khúc tình tự quê hương với hình ảnh thanh bình, có bánh xe mơ quay quay nhanh nhanh, lúc gió xôn xao như bao niềm lành trời thanh, sẽ được trình bày sau đây qua tiếng hát của các anh Phạm Gia Nghị, Vương Đức Hậu, Bùi Quốc Quang, Nguyễn Đăng Phúc cùng với các chị Minh Ngọc, Thúy An và Ái Loan. Kính mời quý vị cùng lắng nghe sau đây một trọng tay thật lớn đón chào các người anh đồng chị với Đất Lành. Thank you.